Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì bữa nay mình ra ngoài sông Tiền đó, mấy anh em mình có được con gà của chú Bảy nên định làm món gà hấp cải thìa la gai các bạn ơi. Hiện tại thì mình đang ở ngay chân cầu thị trấn Cái Đào Hạ. Giờ này cũng chiều lắm rồi, cũng 5 giờ mà một trời nắng mà thấy ghê hồn không? Rất chiều, bây giờ xe cậu chạy quá trời. Chỗ này với một con đường ổ gạo dịch cắt giá tùm lum, xe đét 12 cây. Con đường này thuộc về quen thuộc à, một ngày mình chạy đi chạy về con đường này không biết bao nhiêu lần mà nói. Mình nào chạy ớn. Món này là lê gai là khổ chê luôn à. Còn bằng nó là thêm khung cảnh ở dưới bè đó, mát mẻ. Nên khi mà mình ăn cơm hay gì như vậy, cảm giác nó ngon lắm bạn ơi. Trong thời tiết mà ôi bất quá ăn cơm thấy lai gai thấy cũng quốc à. Nhưng mà xong tiền được cái là vậy đó, rất là rất chịu mát lắm. Giờ tranh thủ dọn ra ngoài xong tiền thôi. Bữa đó ta bán cua biển gì luôn mới ghê chứ. Giống như con gà nước rồi, ngon lành không? Ba thì ba đang cho cá ăn bển kìa, giang hồ lắm. Con gà đây nè. Được không? Đó, con gà nè. Mấy bạn nhức đầu với cô ba mình chưa? Để cho hai người, cô cháu làm bánh bìa bật bật bật. Rồi. Đại bàng tung cánh. Bay vô con gà. Gà có con Bảy gì đâu mà đen dữ luôn biết nè. Gà ô ạ. Bảy ổng làm cái gì đâu mà chạy xuồng mà giữa sao ngoài á. Hết xăng hết dầu mà múc chỉ ra. Chú Bảy thường là cũng lê gai với mấy anh em mình. Đó thằng Tùng chạy ra rước gì cũng. Dòng sắt cho thằng Tùng. Trời ơi cá cũng đạn mới cho ăn, nó ăn mạnh như đạn chưa. Ủa, mình thấy gom lại chỗ này quá trời quá đắt luôn. Gì bà manh động dữ anh chứ bà. Nang cái gì hả? Càng tôm hả? Càng tôm, đầu tôm. Ừ, chó gọi là chó thứ dữ của cô ba đó. Ăn càng tôm, đầu tôm được không? Dục nó cho mấy con cá nó quất luôn. Còn đây là chị Nương bà đang bắt bếp lên, nấu nước sôi. Chuẩn bị mình massage gà. Mình thiết con trái. Tao mát xa ai nhổ lông. Trời ơi quỷ già kia dao đâu mà tối ngày mài hoài trời. Lục. Bởi cái mà cái dao kiếm xài kiếm mà nhận nó mỏng lét luôn. Mài quá trời mài. Hết cái này tới cái nào mà tối ngày. Lục. Đây là cải thìa nè. Gà hấp cải thìa. Cái thìa này cô ba có mua xuống giùm nè. Cô ba bán chả ở chợ cái gì An Hiệp đó. Nên cũng tiện. Cải này hấp bao ngọt luôn.
Thì sói không ba bà nương? Thằng ơi, cô chị nương kìa. Bà ung mũi gì á. Đó, trái rồi đó. Đào, 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 hai kết bia. Đau lòng quá đi mà. Cũng gì chứ gan này mà tốt hai kết bia với nó. Mình với cụ lựu đạn cá độ nhau. Đau lòng. Cũng do bà ba mà ghê. Đã mới đầu là cũ lựu đạn đó tuyên bố bại trận rồi. Bà săn sóc, bà lấy bọc, bà chùm trái dưa gan sao bây giờ nó bự binh lớn. Mình thua hai cách bia. Thấy đau ghê không? Nghe con ba mà nói, đừng quay cá, con ta nuôi quay ta mắc cỡ lắm. Con cá người ta lên ăn đùng đùng, con cá có bả có gãi. Cá này là cá thỏ. Cá thỏ. Bả gãi từng hộp, từng hộp. Nè điếm mà là 10 hộp. Biết chơi còn rồi mấy tháng trước cá của chú Bảy không nuôi chứ người ta đi lại cái là nó biến mất dạng luôn à. Nó không dám lú đầu lên ăn nó nhé. Còn bà Hai bển bà làm gì cái bè thủng thủng bà Hai, bà làm cái gì bển bà Hai chồng bà làm gì bè thủng thủng hả? Bà Hai giang hồ dạo này cũng hơi bận chút do dạng như là cũng sửa sửa này nọ đó. Tại bà mùa mưa nè. Ừ, bữa nay bà có biệt danh là bà Hai Giang Hồ luôn rồi bà Út ơi. Bà nói chuyện muốn bể xong tiền nữa. Khoái cừ. Đây bà Ba Giang Hồ đây ở ngoài Hai Giang Hồ. Nhìn trên hướng xe đét nhìn thấy đẹp ghê không? Cái gì trời cũng hơi chuyển mưa mà ít nè. Chỗ giờ này mà mặt trời còn tốt trên cao á. Nhưng mà thấy vậy chứ khoảng 6 giờ mấy là nó xuống sát dưới này luôn á, nó nhanh dữ lắm. Con chân cái đầu mỏ rồi, có bận nước còn chảy ra thì ướn. Ở đây thì ngư dân đây họ thường là họ phân biệt là họ tính bằng đầu mỏ. Những cái đầu mỏ nhô ra như này nè. Ở đây thì hiện tại thì đang là mỏ 4. Còn xích bên kia mỏ 2 rồi mỏ 1 là tốt trên cầu ở đôi phường 4 xe đét cho nó. Bắt đầu tính ngược xuống. Én nó bay nè, các chiều mà động bay. Ở đây mà có tiền làm cái này nhà nuôi yến là đúng bài luôn. Không sợ người ta la gầy. Giờ mình nuôi yến trên mấy thành thị là khó khăn lắm. Vì mở cái lò nó kêu đó, nhiều khi ta dân chúng người ta thưa tùm lum với ăn. Đây mà có mấy cái ở đây mà có vốn mà mở cái mấy cái nhà yến nè, cặp theo mấy cái mé sông tiền nè. Là bao ngon luôn. Giờ phía bên lịch còn bánh quá trời tàu chạy. Ở đây có chiếc tàu du lịch. Lại tàu nhỏ nó sang ra. Sang khách ra cho chở vô mấy cái chợ Sa Đéc với tham quan chợ Sa Đéc với mấy cái lò gạch đồ. Đó như cái tàu trên đó đó. Xa bạn hơi khó thấy. Có cái tàu bự luôn. Tức là lâu lâu như vậy hình như là mình thấy hình như một tháng phải. Cái tàu 3-4 tầng luôn, đẹp lắm. Tàu kiểu dạng tàu nước ngoài á, tàu du lịch á. Rồi họ đậu ngoài giữa sông đó đó. Người bắt đầu là họ sang qua mấy cái tàu nhỏ nè, đó như tàu đang chạy xa xa đó, là họ chở khách vô tham quan du lịch. Còn đây cũ con thì đang cái gì? Đang đọc cái gì vậy? Đọc chuyện thiếu nhi vậy hả? Nước sâu vậy chị nè. Giờ mình đợi nước sôi để mình nhổ lông gà thôi. Đây được mấy con cua nè, mấy anh em định giăng câu được có mấy con. Một cua nái nái thôi. Kìa thì chú Bảy đó. Con ghe ổng lúc trước cũng thường chở mấy người sợ lặn giờ cũng ít xài á. Đây ca tùng mình đó. Gì bà ba mà nói gì bà ba? Thằng ơi chịu đời nổi bà ba giang hồ không? Bà lụm đâu được cái súng nè. Của Tèo Ba Phát hả? Trời ơi cái bé cái xuồng mà. Tôi lại bà luôn. Thứ gì chịu nổi chứ. Coi cũ lựu đạn đi quăng chạy biết quăng cái gì mình cũng không biết luôn. Cái gì? Cá hô hả? Nghe cô ba mình nói trước đầu không? Cá hô đó. Đóng liền. Vô liền.
Cái này nhiều khi á, mình chài này mình hốt phát là mấy chục con cá thia. Cá gì ta? Cá thia, cái gì quên này? Cá xét hay là cá gì nữa? Cá thiểu, đúng rồi, cá mãi các bạn. Nó phải chuẩn bị tối à? Kiếm mớ cá xét lên làm nấu lỏng mắm luôn coi. Ở đây mình chạy không có đụng đất, tại nó sâu dữ lắm. Ừ. Tự tin lên chứ đại ca. Tán đâu mười mấy con cũng được bữa cơm gia đình rồi. Rồi. Thấy nó không lên túi con nào, thấy không ổn rồi. Đó là được hai con gì à, xíu. Trời ơi con cá sét, xúc phạm người đi chài thì chết. Thả nuôi đi luôn. Cá sét đó giờ người ta nuôi bè được luôn các bạn. Nhưng mà có cái là ta nuôi tới một năm mấy lần. Nó lâu dữ lắm. Tại vì thấy nó nhỏ nhỏ cho nó lợi hại lắm, cầm mấy chục ngàn ký. Rồi chạy xe ghe đem dưới đi, rồi chuẩn bị lên lai ga chứ chạy. Chuẩn bị lên lai ga chứ. Gà của ổng đó. Trời ơi, cái chài ổng chài bằng cái gỗ ổng cũng chài, tôi lại ổng thiệt chứ. Ai nói cá bà ăn, bà ba ăn đâu lai gai xương xương đâu. Trời ơi, ăn cũng mạnh như đạn nè. Bà đang cầm cụi, bà cột miếng dán đi tới lui nó nhổng lên hoài á. Không biết có bạn nào không biết nói cái gì à, tên gì quên à, hỏi cô ba có chồng chưa. Trời ơi, mình đọc tin nhắn xong muốn ngồi té ghế luôn bạn. Mình đang ngồi trên ghế thiệt, con nói xạo con chết liền luôn á. Không biết có anh nào chú nào hỏi cô ba có chồng chưa. Trời ơi, con đọc tin nhắn xong con muốn té ghế luôn vậy đó. Thôi cô ba có chồng chưa. Lo dù bậy ông chở ăn ít ba cái nhôm sắt làm bè á. Ông đủ thứ nghề chứ ha. Đó chị nương ba đang nhổ lông gà. Gà đó gọi là gà ô đó. Nói về gà thì mình không có gành hung. Nào gà ô, gà điều, gà bướm tùm lum chứ. Mình thì nói về gà không có gành bằng á, không biết đó gà. Còn trên đó coi gà của sư mẫu kìa. Kinh khủng thật chứ, đúng là nuôi số lượng gọi là ghê gớm luôn. Nó đi qua cái vườn quang bên kia còn cả đống chảnh. Còn nó đứng trên dưới tùm lum chứ ha. Bởi vì mấy anh em mình đây nhiều khi hứng lên, muốn lại gài lên rồi lụm con gà liền. Muốn ăn cá thì lúc nào cũng có. Ở dưới đây không phải nó quá nha các bạn nha, mấy cái ghe, mấy xuồng đục nè, mở nắp ra là có cá chẳng hết trơn á. Đầy đủ. Chỉ có cá hồ thì không có thôi. Bây giờ bắt đầu chị nương mới chuẩn bị ướp nè. Nhìn cái đùi con gà chạy bộ nó thấy có khác không? Nhức gần như món này luôn. Con gà mà chạy bộ này nếu mà giờ mua là bận 1 ký nó gấp mấy lần con gà công nghiệp lắm. Đúng là tiền nào của đó mà. Mấy gà này mình nuôi ăn ngon nhất là mấy gà mới ăn lúa rồi á. Giờ chị nương bả đang sắt hành tím ra. Cái này chắc nghe cải mình để sau hả? Ba về rồi làm luôn, thể là làm xong là xuống chân mai luôn, không có để rơi rớt đâu, để bị mất hết trơn á. Hiểu không? Ba mình đang bàn về mai mộng. Đéo. Ít thổi vô cái nồi quyền thổi đó, làm không biết nhiều món rồi đó. Cái nồi này lâu lâu mình nấu lên mà chị nương mới nấu lên nóng lại bốc như cái bốc. Bốc nồi này dạng nồi inox bởi vì nó có độ co giãn nó bung. Ít cà lo vô. Muối. Của con gà này da nhiều lắm nè, của con.
Con gà này ra da nhiều lắm nè. Đường. Ủa con này phải ăn da. Mình ăn gà không? Ăn. Gà cá thải. Xào qua xào lại. Giờ bắt đầu mình để gà vô massage nó lại. Con gà này chắc cũng ký mấy ha. Cái đồ gà hấp dẫn chảy thiệt miếng. Chứ không phải chảy mùi hôi lưỡi hả? Còn con gà để vô cái nồi giáp luôn, giỡn hoài. Sóc sóc lên, sóc lên. Nè dưới đây lỗ không đó. Chọc không kịp. Đó, rồi để cho nó thấm chút. Để cho nó thấm chút xíu, bắt đầu mình mà đúng là cái này mình có nước gì không chị nước? Có chứ, chút xíu để nước. À, cái chứ em sợ cải mình để sao nó khét. Mực. Miếng mít này trên xe mẫu có đem xuống phải không? Sẵn đây mời cả nhà luôn mít. Miếng mít nhìn thấy đã bà bạn. Thông phức luôn hả? Giờ ngồi đây là thứ gì chịu nổi. Mũi nó cảm giác liền. Mít giờ bên đây nó ghẻ ghè năm rồi tới năm nay luôn. Mời cả nhà nha. Ngồi qua coi clip của mình nó ăn. Ngon quá. Mít mít nó dạng nó khô queo trời. Còn gũm hả? Nó ngựng mít Thái. Cái hột mít này là cũng một thời tuổi thơ. Các bạn nào hồi nhỏ sống ở quê biết không? Trộn mít này mình nấu á, ăn bùi lắm. Quả thật trời. Chuẩn bị chụp tối rồi, nhanh thiệt chứ. Nãy giờ cũng được 15-20 phút rồi. Giờ chị Nương mới chuẩn bị mình để lên bếp hấp thôi. Ủa củi này trên siêu mẫu hay là dưới đây mà trẻ ngon lạnh trời. Ở dưới đây do cái bè bằng nó hơi nhỏ quá, bởi vì củi mình cũng đâu có phơi được. Dàn lưới nèo lâu lâu mình gom lại mớ để dành chậm. Đỡ tốn tiền ga, dạo này ga nó lên giá quá. Giờ chị Nương đã chuẩn bị đổ ít nước vô. Cái này là mình nấu lửa liu riu hả chị Nương? Chứ lửa mạnh quá sợ nó khét à. Gì sư mẫu? Trời ơi chuẩn bị chín rồi, xuống chiến thôi. Bà sư mẫu bà nói vậy thôi chứ chả ba ăn cơm rồi đó. Nhìn bà là biết rồi. Ở trên đó thì nói chung là cơm chiều ăn nhanh lắm rồi. Khoảng 4 giờ 4 rưỡi ăn mất tiêu rồi. Ở dưới quê ai vậy chứ. Thường là 4 giờ ăn sớm, ngủ sớm, sáng thức sớm. Action. Rồi. Cái này mình phải đậy nắp lại chứ. Đậy chứ. Đậy nắp lên. Rồi thôi mình dỡ ra mình chở nó. Quá đúng luôn. Dỡ nấy. Rồi đậy nắp lên thôi. Chờ đợi. Chờ đợi. Rồi bắt đầu nó dỡ cái nắp ra, lúc đó mới gọi là kích thích cái mũi á. Mới đi chơi với bạn gái vậy thì sao thấy vui cười hớ 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 dữ trời. Phải không đó nha. Nhìn mặt có vẻ như biểu hiện này mới đi chơi với bạn gái về này chứ đâu. Tiếng. Không có. Không về mặt tươi tính hả gì. Mặt tươi tắn lên rồi biết nghi mới đi chơi với bạn gái về chắc luôn. Hả? À vậy hả? À. Action. Công nhận để cái cửa bên đây có chơi giống gì trơn á, mà đứng camera. Chịu đời nổi không? Ừ, để cãi vô luôn nha các bạn. Thứ gì chịu nói với bà Nương được chứ. Thơm quá bạn ơi. Trà nguyên gỗ cải này hết không đây chị Nương? Sợ không hết quá, biết là nó xẹp đó nhưng mà sợ nó không hết. Tại con gà nó cũng hơi bự mà. Nhưng một phần cái nồi bự quá. Mẹ có nào hồi mình luộc sơ không ta? Chứ cải này ngọt lắm mà. Cái này khoái nhất là ăn đồ bổi á.
Trời ơi, thơm quá sư mẫu ơi. Nước lỗ mũi luôn. Đây rồi, rồi hồi cho cải nó chín cho nên là xong. Chờ đợi thôi. Rồi, mình đâm muối ớt luôn. Sẵn đây chị Nương mới đâm muối ớt luôn. Công đâu chuyện. Mày trai thấy đỏ dữ bà Nương. Có ba trái hả? Thằng ngư mấy lần chú có hai trái cũng xé lưỡi rồi bà lần này cho ba trái. Ba trái ăn cho đã. ăn gì hít hà mới đã. Đúng rồi, bó tay ba ăn lúc nào gì ba đâm ớt nhiều. Mỗi lần ba ăn cái bí hít hà chảy luôn muốn mắt lùm chân á. Vậy mà phải đâm cay không à? Cay mới ngon. Ủa giờ nước chảy băng băng quá trời, nó đang rút cạn. Thấy ghê không? Thấy nhanh chưa? Mới chút xíu này thấy cảnh trên xe đét đầu nó gực mặt trời xuống. Nhìn cái buổi gì này gọi là gì ta? Hoàng hôn á. Đúng đẹp luôn. Tại đây không quan cái vườn cái gì, cái dây dưa leo của củ cá sủ nè. Ồ tốt quá ta. Nè trời quá trời trái luôn bạn. Nè. Ủa cái dàn dưa leo này làm ăn được quá trời cô ba. Kìa bên kia kìa. Ồ. Mấy cái bông này mà một bông là một trái đó. Kìa. Quá trời luôn rồi. Tốt dữ ta. Ồ làm ăn được, củ lựu đạn này cũng có tay nghề dữ ta. Cái dàn dưa leo ở mức cực. Dàn dưa leo củ có sủ xanh tươi với trái quá trời luôn. Trong đây cũng có mấy trái nữa nè. Nhỏ nhỏ đó. Có cây ớt còi cọc. Yên tĩnh, bạn thấy nghe nó yên tĩnh. Mát mẻ. Bên đó là cái dẹo cá của sư mẫu đó. Nhiều cá sư mẫu thì bà thả sau này bởi vì cá nó hơi nhỏ hơn dèo của cô ba với củ cá sủ. Ớt này thấy còi cọc gì mà trái kinh khủng trái vậy. Cay dữ lắm mà. Thấy ăn đống thức ăn gì chứ trong vòng tuần lễ là thấy sạch bách liền á. Ở đây cá nó ăn nhiều nó mới mau lớn. Chứ mình nuôi cá mà cá nó ăn ít quá thôi rồi luôn á. Lạng quạng là lỗ sặc máu. Cái nghề nuôi cá bè này là vậy. Nói chung là tầm lâu mình theo mình nghe nói khoảng 4-5 năm nay á, thì nuôi nó dạng cũng bớt bát lắm. Chứ hồi mà khoảng 5 năm về trước mà ta nuôi cá bè người ta lời dữ lắm. Cái nghề nuôi cá bè với cái là nghề mà nuôi vịt chạy đồng á. Phải thời cũng lên mà phải thời cũng là mạt sát luôn đó. Nhìn người ta có câu gì à. Câu gì quên bà ba? Muốn giàu nuôi gì, muốn nghèo nuôi gì? Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt. Đúng rồi. Bởi cái câu đó cũng có nghe hoài mà cứ quên hoài. Chuẩn bị lên chiến ông Bảy ơi. Gần xong rồi. Bảy giờ ông mới chở mấy sắt thép gì dưới đang tắm rửa nhà, chuẩn bị giọt lên. Action. Chiến hồi. Nim. Mình yêu. Nó ngon. Mà làm chảy nước miếng mình ơi. Mồi này biến ngót bạn ơi. Cây nhà lá vườn nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cải rồi xanh mương mướt không? Cải cô ba mua có khác ha. Thấy cô ba, cải cô ba có khác hả cô ba? Khác chỗ nào nè? Ừ. Cũng là cái cải. Mình cũng khác không? Mồi thịt gà này. Ủa củ con rồi, cái này chú Kiếm cũng thích ăn da, con cũng thích ăn da, nó có con gà ai ăn ai nhịn trời cái da. Hai đừng hai chú cháu đừng nhìn lộn được rồi. Nó lột da mày rồi. Cọc nhận cô ba này nói ác không á, nó có sự ép mình quá bà. Chứ làm sao giờ đó. Thường ta nói lớn nhường cho nhỏ mà mày lớn mà dành ăn thì tao không vậy chứ làm sao giờ. Ngồi nhường lên cho chú Kiếm đi Long ơi. Chỗ này Kiếm già ở gì chỗ này chú Kiếm ốm quá. Chú Kiếm thiếu già. Thiếu già. Ủa, nhìn hấp dẫn không bà? Là cô nóng hổi à, vừa thổi vừa ăn. Bạn coi cô ba bây giờ cái tô từ chỗ đó ra đó này. Nóng quá là cho nó ngồi chứ để đút vô mà xé là gọi là ăn gà xé tay à. Gà xé khoai chơi cái quạt cho nó mát để nó mau nguội để cho xé gì nhớ giờ này ngáp mà ngủ con. Rồi ngủ đây để ngồi chú Kiếm mới ăn da hết trời coi. Đó, nó có mặt ra liền
Ồ, đại ca bảy tắm xong rồi, lên tới. Đứng chạy xuồng quay phong lẫm liệt kia không? Ngồi chiến xong không biết sao đây. Ờ, đúng rồi, chiến xong qua đầu rồi bơi chứ không còn chạy máy nữa. Sát bờ nữa, chân thiết bị dưới đó. Bà Hai Giang Hồ ơi. Bữa ăn bụng cơm vậy hả? Trời ơi, bữa nay ăn cơm sớm vậy? Mấy ngày nay chị Hai bà hơi bận nhiều việc quá. Bà cũng hơi suy gà. Ừ. Ui cái đàn. Là ăn cái đùi mà mày kêu tao. Ui cái đàn ăn cái đùi. Nóng quá, để nguyên cái này luôn đi. Hết bầu tay bạn thông cảm nha. Nó nói chứ cũng phải rửa tay sạch sẽ rồi đó. Quỷ ơi, đang quay phim quỷ già nè. Sức cỡ mỏ đụng bớt nó lại. Lũ. Nhờ nói đó. Nhờ nói đó quỷ già. Nhờ nói đó. Sống cho qua ngày, chờ ngày qua đời không? Mỗi lần mà tôi đi tới đâu liễm cái chợ tới đó không thấy không? Củ lũ đạn này thiệt. Hai ơi. Chết mà đờ. Ông nghĩ con người sống bữa nay sống vậy ngủ qua đêm sáng mà chưa chắc còn sống. Ông chết chứ, ông là chết nhất. Củ bắt cái quạt ở đây. Nếu mà tôi chết thì vợ tôi con vợ tôi để cho ai ông nội? Củ. Củ ra. Mà nương mà nương mà cầm dao đi tới đi luôn kìa, vẫn chơi với bả hả? Cái gì cơ? Ê, gà vườn có khác nha. Đâu rồi anh Bảy rồi? Gà anh nuôi anh ăn cho ăn gì da thế? Anh Bảy đâu rồi? Đi qua bển mà chứ đâu? Mới chạy xuồng lên mà. Đi qua bên tàu hay gì rồi? Gà cho ăn với gà ăn lá chanh. Để ở vườn dân đó. Gà cho ăn gì mà da thế vậy? Ủa, có đồ gà. Bạn coi thịt gà chạy bộ đúng không? Nhìn đúng thấy thèm không? Ồ, nóng quá các bạn ơi. Trường gà giống trường gà. Trường kêu có lửa không? Quá, săn chắc cơm bắp quá hả? Săn chắc cơ bắp. Ồ, da nóng thiệt. Này phải có bao tay nó cũng đỡ nóng một phần. Ồ, má ơi. Gà anh cho nó ăn cái thứ gì mà nó da dữ vậy anh Bảy? Ăn ăn cái thứ gì vậy? Cho nó ăn cái thứ gì? Không không. Ồ nặng miếng chanh vừa nó chấm quá thôi đúng bài. Thôi mà rêu mất cậu nếp đi. Lại tao lại mà. Con nào. Ở chanh nó còn liếm vô nó trời. Sợ quả được chứ. Ngon quá. Thứ gì chịu nổi được chứ. Chọc thèm người ta không à. Hả à, không. Bữa nay củ cái sủ không lên đời không. Ê cái vỏ điểm đâu rồi. Ê bị cái này bị cái gì mấy bạn biết không? Ê gì ba sao cái gì mày đâu? Cái gì? Bị kia cắn. Nói chung là mấy bạn nào mà ở dưới quê thì biết. Tại cái này không có tiện nói ra. Ở dưới quê á. Bị ấy cắn á. Phải xức thuốc. Mới đầu nhìn xa xa cứ tưởng đâu xăm hình con rồng, con phượng, con hổ gì không á. Vô chú Bảy ơi, xong rồi. Hả? Ừ. À, xin mẫu nó luôn hả? Tôi lại mà. Vô chị nướng ơi. Khui cho nó kìa. Bia đâu khui? Đây. Bia đâu khui? Bia uống không? Hả? Nó cầu nghiện té ghế luôn trời. Nó cầu nghiện té ghế. Ừ. Trường qua làm vậy nó lo trường. Cho tiêu tiêu qua, cơm. Qua trường ơi. Trời ơi. Trời ơi. Tiêu cơm coi trời. Trời bữa nay đâu ai cũng si gà hết trơn ta. Có hai hàng hả? Đi. Đi qua uống cơm cho tiêu. Trời qua quất lon đi. Vô. Bữa nay ăn xỉ chưa hả? Vô. Rượu chưa có bạn ơi. Quất bia. Hết rượu rồi mấy ngày nay. Ngon quá. Ăn gà chơi bộ rồi đó. Chơi bộ không mà nghe như vậy. Ngon thiệt đó. Xé là miếng gà. Gà Bảy nuôi có khác ha. Bỏ ra. Quất miếng cày. Cải nó giấu đầu chân để tú bên kia gì á. Ở dưới đây bạn. Lót dưới á. Ừ. Đó. Mới thấy con cọng nó lót nó gấp mất mẹ giật kiếm hoài đỏ quá ngọt rất ngay luôn. Đây là cải nè bên đây sốc sốc lên mình ăn cái mù hả mù củ
cái mù lưng của con gà. Thằng ơi chịu đời nổi không? Đúng không? Cái này kêu bạn gì anh Bảy? Cái mù lưng đúng không? Kìa, ông Chuẩn với Tài Bao Phát qua kìa. Đấy. Tưởng đâu hai gà bữa nay thôi xong nữa. Nói chung dạo này Tài Bao Phát với chú Trường đồ cũng hơi bận chút xíu. Cũng dạng như sửa bè lại lâu quá, bè nó hơi mục quá. Nên hàng hiết mấy ngày nay. Như bà hai đồ đó, bà cũng như đuối nó nằm đóng chỗ. Sau lưng bên đây này lắm, để đâu cũng bật. Vô. Vô. Trời ơi, một hồi cô ba dừng cái sàn nước đó, nước hồi nó chảy vô đó đó. Con bị mấy lần rồi đó. Yên tâm đi mời. Làm xong ăn đi con, làm gì đứng. Trời ơi, uống xì tin. À, mời cả nhà nha. Rồi cái bè nó lắc ghê ớn không? Mỗi lần mà tạo nó chạy là nó sống đánh cái nó lắc. Cái này mà lỡ mà gấp mà chết là rồi luôn đó. Không giờ lượm lại được. Có mấy bè nó động đi đó. Mấy con hả? Mày cái đó là làm cái gì? Chuyện người
mà lên món là cũ cũ cái thủ là sắm chậm mà một là bầm nấu cháo, hai là kỳ à, tại vì nó kỳ nó còn hơi khó đó, có tăng như tăng tăng như tăng tại vì nó dai cũng có con dạ con tơ rồi ra đâu biết đâu, nấu cháo đậu xanh là nghe nhất ừ câu này nó phải bầm ừ. Bầm xương á và nó mau liền xương á thiệt, hồi đó ăn nhiều bồ câu lắm đó, hồi đó con nghĩ dọ. Dạ, mình cũng xin kết thúc clip đây. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau. Trời giờ sắp tối nhìn đẹp quá bạn. Chào cả nhà nha.